Đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cát tinh nhập mệnh, 4 con giáp được trời thương Phật độ, gánh lộc về nhà, tiền vàng chất đống, đổi đời thành đại gia. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì cái số phận con người là một cái điều mà ai cũng mong muốn biết được. Và ai cũng muốn là có cơ hội được nghịch thiên cải mệnh, đúng không ạ? Và trong truyện Kiều thì cụ Nguyễn Du cũng viết một câu khiến cho người ta cũng phải là gì? Cũng phải là thán phục và cũng sẽ tạo một cái động lực rất lớn. Đó là gì? Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đó. Như vậy là gì? Ai cũng muốn mình có thể vượt lên trên cái số phận và trở thành những cái tấm gương xuất sắc, kiếm được bội tiền về tay để từ đó có một cái cuộc sống sung túc hơn, giàu có hơn. Và quý vị thân mến, nói chung ấy, nhiều người cho rằng cuộc sống không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Và mỗi người sinh ra thì đều có một cái số mệnh nhất định. Không phải lúc nào các bạn cũng có được cái sự may mắn giàu có. Có thể là lúc này các bạn gặp được may mắn thì không phải cái điều đó nó cũng sẽ kéo dài mãi mãi. Và ngược lại ấy, thì không phải những người mà đau lòng phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái trở ngại trong cuộc sống thì cũng sẽ gì? Phải chịu khổ cực suốt đời. Trong cuộc sống luôn có những cái điều kỳ diệu nó xảy ra với chúng ta. Và đôi khi có những người khó khăn bần hàn, đang lúc khổ cực túng thiếu thì bỗng dưng gì? Đổi vận bất ngờ, cuộc sống bước sang một trang mới. Và trong 3 ngày tới đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân tương trợ giúp đỡ. Theo các chuyên gia tử vi học phương Đông có tiết lộ, trong số 12 con giáp ấy, thì sẽ có 4 con giáp sẽ vượt lên cái nghịch cảnh, vượt qua số phận và đổi đời thành đại gia. Thì nói chung ấy, trong khi mọi người vẫn đang phải gồng mình vật lộn với cuộc sống, với cái thử thách và sợ những cái điều xui xẻo nó đến với mình, thì 4 con giáp này cũng sẽ gì? Bất ngờ đổi vận, trở thành đại gia trong trước mắt. Và động tay vào việc gì cũng sẽ kiếm ra tiền, sẽ được hanh thông thuận lợi trên mọi cái lĩnh vực. Tiền bạc thì nhét chật khép, đổi vận giàu sang. Vậy thì quý vị có biết đó là con giáp nào không ạ? Đấy. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn trong 3 ngày tới đây, cũng như là gì? Những cái điều gì khiến họ có được cái may mắn như vậy. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đấy, thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Trong 3 ngày tới, những người tuổi Tỵ sẽ bước vào một cái giai đoạn vận trình thăng hoa, có thể vượt lên nghịch cảnh mà tiến đến cái thành công. Trong thời gian tới thì những con giáp này sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn, đón nhận nhiều cơ hội tốt đẹp nó xuất hiện trước mắt. Nói chung ấy, 3 ngày tới thì những người tuổi Tỵ sẽ duy trì được những cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với bạn bè và có cơ hội làm việc với những cái nhân vật cực kỳ quan trọng. Các bạn thì đi đâu làm gì cũng có thể đạt được cái thành công như mong muốn. Thêm vào đó, những người tuổi Tỵ cũng sẽ có quý nhân phù trợ nên là cũng rất có thể sẽ kiếm được bội tiền, cuộc sống sẽ trở nên giàu sang, sung sướng, phú quý hơn người và được nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì lại có nhiều cái cát tinh nó nhập mệnh. Đấy, nó là cái đại quý nhân trong cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới đây. Với cái sự hỗ trợ của quý nhân thì những người tuổi Tỵ sẽ dễ dàng được cấp trên ưu ái, cất nhắc. Và trong cái thời gian này thì cái vận trình sự nghiệp nó cứ thăng tiến ầm ầm. Quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để ứng phó với mọi việc, kích hoạt mọi cái tiềm năng vốn có của mình để giành lấy cái thành công, thuyết phục mọi người về cái năng lực của mình, thuận lợi có được cái cơ hội tăng lương thăng chức và đổi đời thành đại gia. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì cũng có cái sự phát triển ngày càng ổn định và vững vàng hơn, lại được thêm quý nhân nâng đỡ, nó hỗ trợ nên là cả chức vụ và mức lương thì đều có thêm nhiều cái biến chuyển tích cực. Những người làm ăn kinh doanh thì cũng được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tài lộc thì hanh thông và vượng phát. Bên cạnh đó thì quý vị vẫn còn một vài cái hung tinh nó nhập mệnh nên là trong thời gian này vận trình đôi khi nó có lên có xuống. Những cái tình huống bất ngờ nó có thể xảy ra trong công việc khiến cho các bạn đôi khi là không kịp trở tay. Nên quý vị hãy cố gắng phải giữ bình tĩnh để đối phó kịp thời và tìm ra cái nguồn gốc của vấn đề, huy động cái nguồn vốn cũng như cái nguồn lực, cái mối quan hệ để xử lý một cách triệt để. Bên cạnh đó thì trong 3 ngày tới đây quý vị cũng cần tập trung vào công việc, trong cái công chuyện xử lý, trong chuyện đối nhân xử thế cần phải giữ các thái độ khiêm nhường và cầu thị. Với đồng nghiệp thì cũng nên hợp hòa và có như vậy thì công việc mới đạt được cái hiệu quả cao. Và khi có khúc mắc thì quý vị cũng đừng ngần ngại xin ý kiến của những người khác. Đấy. Và đặc biệt là những người đi trước có kinh nghiệm ấy. Và trong thời gian này ai mà muốn thay đổi công việc hay là muốn tìm cái cơ hội phát triển mới thì quý vị nên tích cực mà tìm kiếm. Đây cũng là cái thời cơ rất tốt dành cho các bạn. Khi mà có cơ hội nó phù hợp thì quý vị hãy quyết đoán đưa ra cái quyết định. Bên cạnh đó, trong cái thời gian 3 ngày tới đây, trong những ngày đầu tuần thì nói chung nó cũng có nhiều cái cát tinh nó nhập mệnh. Vậy nên những người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, có thể đạt được những cái bước đột phá nhờ vào cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm quý báu của mình trong ngành. Vì thế mà công việc nó cũng sẽ được thảnh thơi hơn, được tự do hơn. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ khiến cho cái ngộ tính của bản mệnh nó được tăng lên, cũng có lợi cho những dự án và những cái quan hệ đầu tư trong thời gian này. Nếu mà nắm bắt được cái tin tức cũng như nắm bắt được cái quy trình vận hành thì quý vị có khả năng cao sẽ thu được một cái mẻ lưới cực lớn và tiền bạc thì cũng không phải nghĩ. Bên cạnh đó, cái cơ hội tăng tiến nó sẽ đến với các bạn cũng trong thời gian này, khiến cho quý vị có nhiều cái cơ hội rất thuận lợi để phát triển cái sự nghiệp trong tương lai. Vậy nên khi mà có thời gian rảnh thì quý vị hãy dành ra một chút thời gian đi ra ngoài để được tịnh tâm an nhiên, đặc biệt là đi đình đền miếu phủ chùa chiền để có được một cái khoảnh khắc tâm linh, từ đó sẽ giúp cho quý vị có được cái suy nghĩ thông suốt và đầu óc sẽ được sáng tạo hơn. Nói chung đặc biệt trong 3 ngày tới đây thì cái tài lộc của những người tuổi Tỵ khá là rực rỡ, mang lại cho các bạn tiền bạc hoặc là những cái phần thưởng. Sau đó có một chút khó khăn thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Nhờ những cái định hướng đúng đắn cũng như là một chút mạo hiểm đầu tư của mình mà những người tuổi Tỵ thu về một khoản lợi nhuận rất đáng kể trong thời gian này. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, 3 ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới này thì cái cát khí nó mang đến nhiều cái cơ hội phát triển rực rỡ cho những người tuổi Tý. Nhờ đó mà bản mệnh trở thành một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong 3 ngày tới đây. Về vận trình công việc thì các bạn có được những cái nguồn cảm hứng mới mẻ, thúc đẩy cái tinh thần sáng tạo. Các nhiệm vụ nhờ đó mà cũng được hoàn thành nhanh chóng đúng thời hạn. Quý vị hãy sẵn sàng vì sắp tới quý vị sẽ đón nhận nhiều cái cơ hội xây dựng được những cái mối quan hệ tốt đẹp trong cả cái chuyện tình cảm lẫn cái chuyện công việc. Khi mà mối quan hệ nó được mở rộng thì cơ hội gặp quý nhân cũng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, tiền bạc cũng sẽ đổ về với những người tuổi Tý trong thời gian này. Nói chung là khá là mạnh mẽ nhờ được sự che chở của các tinh. Thì đây là cũng là lúc mà các bạn nhận về những cái thành quả xứng đáng với cái sự chăm chỉ, cái sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Dù vậy, quý vị cũng cần phải nên lưu ý một chút vì sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Thế nên trong cái việc chi tiêu dù có tiền nhiều đến mấy thì quý vị cũng nên là dành ra một khoản để để phòng những lúc khó khăn, cũng như là dành ra một khoản để đầu tư đấy, để có thể là làm cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Không những là tiền bạc được gia tăng mà trong cái 3 ngày tới đây thì cái vận trình đào hoa tình cảm của những người tuổi Tý cũng được nở rộ trong cái tuần này. Đặc biệt là với những người độc thân thì sẽ tìm được những người ưng ý. Quý vị nên ưu tiên lựa chọn về giá trị đạo đức vì tiền bạc mà họ sở hữu không thực sự quyết định cái tương lai của hai người. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý thì thường là những người mà có tài lộc, cuộc đời thì hiếm khi mà bị thiếu tiền. Xong do cái tình hình phóng khoáng, tùy tiện, thiếu nhẫn nại và đôi khi là lãng phí nhiều tiền của quý vị. Bởi vậy, tiền đến nhanh mà đi đôi khi cũng khá nhanh. Do đó, những người tuổi Tý trong 3 ngày tới đây cũng cần phải học cách là hình thành cái thói quen tiết kiệm. Những người tuổi Tý nên học một số cái kiến thức thông thường để quản lý cái tiền bạc, tiêu tiền như thế nào cho hợp lý. Như vậy thì đã có thể đáp ứng được cái nhu cầu phần nào của bản thân và sẽ khiến cho quý vị trở nên giàu có hơn. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cũng là cái thời điểm khá tốt cho những người tuổi Tý. Dù kiếm được tiền bằng cách nào thì quý vị cũng sẽ thu được những kết quả tốt đẹp. Xong, quý vị đừng có tham lam vô độ quá mức. Kết quả chung cuộc thì tốt nhất, nhưng mà cũng có một vài cái điều mà không được trọn vẹn về mặt tài lộc. Những người tuổi Tý nói chung trong thời gian này thì vẫn còn một vài cái hung tinh nó an ngữ. Cái điều này nó cũng dự báo về tiền bạc của quý vị đôi khi có sự hao hụt. Do đó, quý vị cần phải tích lũy đấy, và có kế hoạch quản lý tài chính để tránh cái lãng phí không cần thiết. Và tốt nhất là trong 3 ngày tới đây thì quý vị đầu tư cũng dễ được gì đánh đâu thắng đó. Quý vị nên phân tán đầu tư trong khoảng thời gian này, cũng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, làm như vậy thì mới an toàn. Bên cạnh đó, có thể nói trong cái 3 ngày tới đây thì những người tuổi Tý gặp được vạn sự như ý trong sự nghiệp, từ đó mà tiền bạc cũng sẽ được gì dồi dào hơn. Tuy nhiên vào nhiều nhưng mà gì ra thì cũng không ít. Buôn bán, đầu tư, chi tiêu hay là chi tiêu hàng ngày thì quý vị cũng cần phải quản lý thật tốt. Bên cạnh đó thì trong 3 ngày tới đây nó cũng cho thấy những người tuổi Tý về mặt sự nghiệp và công việc thì cũng sẽ gì gặp được những cái điều cát lợi và may mắn. Đây là một cái thời điểm tuyệt vời để cho những người tuổi Tý bứt phá trong sự nghiệp của mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới đây thì đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới, từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch, tức là nó rơi vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần tới đây, thì những người tuổi Hợi hãy chuẩn bị cái tinh thần đón nhận hàng loạt những cái thay đổi tích cực trong công việc cũng như là trong sự nghiệp tình duyên của mình. Các bạn có thể đạt được những cái thành quả gấp đôi, gấp ba bằng một nửa cái công sức mà mình bỏ ra trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Hợi cũng sẽ tích cực thể hiện cái ưu điểm của mình, phát huy cái tiềm năng cá nhân, tạo nên cái sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai. Những cái cơ hội mới nó cũng sẽ tiềm ẩn trong những cái tình huống khó khăn, nhưng miễn là các bạn có mục tiêu rõ ràng, các bạn vẫn sẽ vượt qua những cái chướng ngại và nắm bắt những cái cơ hội tiềm năng đến với mình. Nói chung sắp tới thì các bạn cũng nên chú ý dốc toàn lực hơn vào mọi việc. Chắc chắn các bạn sẽ nổi bật và có một cái nguồn tài chính dồi dào. Thực ra các bạn cũng có năng lực và thậm chí là xuất sắc hơn những cái gì mà các bạn vẫn đang nghĩ. Chỉ là các bạn chưa dành thời gian để khai thác chúng mà thôi. Lúc này có thể cơ hội tốt thì các bạn nên hành động ngay, đừng có bỏ và lỡ mất. Trong 3 ngày tới đây thì một vài cái khoản chi phí nó phát sinh, nó cũng khiến cho quý vị đôi khi phải hoang mang, phải lo sợ. Đấy. Nhưng may mắn sau đó thì vẫn có thể kiểm soát được cái tình hình. Nhìn chung thì tài chính vẫn đảm bảo được ổn định, cũng là một cái điều may mắn đối với các bạn ở cái thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết đấy, những người tuổi Hợi là cái con vật thứ 12, con vật cuối cùng của 12 con giáp. Thế nên những người tuổi Hợi là một con vật cực kỳ kiên nhẫn, vì gì phải đợi đến lượt mình. Những người tuổi Hợi là người có cái bản tính nhút nhát và có vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng họ lại rất biết thông cảm và là những người mà đáng yêu, đáng tin cậy. Họ thẳng tính và trung thực, luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi những người khác. Thì đây cũng là cái kiểu người hiền hòa, thích chốn đông người và những cái chỗ quen thuộc hơn là những cái nơi xa lạ. Những người tuổi Hợi có thể tự nuông chiều mình quá mức và có một cái lối sống là không lành mạnh, nhưng họ lại là những người tốt. Họ tin rằng mọi người đều tốt và sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai. Nói chung bản tính của những người tuổi Hợi là tốt, nhưng mà quý vị cũng đừng hiểu nhầm cái điều đó và sợ hãi hay là gì, hay là hèn nhát. Vì nếu mà cần thiết thì họ sẽ tự đứng ra bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người mà có nhiều cái tham vọng, đặc biệt là trong 3 ngày tới đây thì đôi khi họ sẽ gì đạp đổ người khác để mà tiến lên. Họ sẽ cố gắng để đạt được những cái thành công và không muốn người khác phải trả giá. Họ sẽ là những người mà chậm chạp nhưng mà trung thành với công việc và sẽ làm tốt cái việc của mình. Những người tuổi Hợi là những người tỉ mỉ và có thể trông cậy được. Thì đây là một cái đặc điểm hết sức là hữu ích đó. Bên cạnh đó thì trong cái 3 ngày tới đây thì những người tuổi Hợi luôn thích cái sự vui vẻ và thường cho phép bản thân hưởng thụ nhiều hơn cái mức giới hạn. Họ ăn uống và nói chung sinh hoạt trong các cuộc chơi thì đều có thể là gì mạnh mẽ hơn mọi người. Ban đầu họ là những người mà không hấp dẫn lắm, và khi họ đã phát triển cái thói quen sống, có một cái lối sống tốt thì họ sẽ có một cái sức khỏe tốt và có một cuộc sống là bình yên may mắn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Hợi cũng đã biết cảm thông, đặt mình vào vị trí của đối phương, khiến cho bạn đời của mình cảm thấy là cuộc sống rất là tuyệt vời. Đồng thời họ cũng là những người mà ngây thơ, ngọt ngào, nhút nhát và đôi khi bảo thủ một chút, và là kiểu người cực kỳ lãng mạn. Nói chung trong thời gian tới đây 3 ngày tới họ là những người tận tâm, nhưng nếu họ chọn nhầm người thì cái việc đó có thể dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Nói chung ấy, nhờ vào tính cách tốt lành của mình, vậy nên trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Hợi cũng được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, với những người tuổi Sửu thì các bạn sẽ bắt đầu cải thiện cái vận khí của mình bắt đầu trong tuần này. Các bạn cũng thể hiện được cái khả năng kiểm soát những cái vấn đề mà đang diễn ra trong cái khoảng thời gian này. Hơn nữa, các bạn cũng đang tập trung cao độ cho cái việc nghiên cứu thêm những cái cơ hội để khai thác chúng trong cái tương lai. Nhìn chung ấy, thì mọi việc của các bạn cũng sẽ diễn ra khá là suôn sẻ, hanh thông trong cái thời gian sắp tới. Cái vận may tài chính cũng được cải thiện. Các bạn chỉ cần duy trì tốt đấy và chờ đón những cái phần thưởng hanh thông qua công việc. Cái sự nỗ lực vất vả của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, trong những ngày đầu tuần thì bản mệnh có thể cảm thấy lo lắng, khó khăn. Quý vị cũng sẽ giải quyết một cách hanh thông thuận lợi. Nhất là có nhiều cái cắt tinh nó gõ cửa, nó mang lại nhiều cái tin vui về tiền bạc cho những người tuổi Sửu. Đó có thể là các khoản đầu tư, đấy, nó sinh lời. Hoặc là gì? Những cái khoản kinh doanh buôn bán thì cũng có được những cái lợi lộc nhất định. Bên cạnh đó, lại có nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh trong thời gian này. Đấy, nó cũng sẽ rất tốt cho quý vị trên khía cạnh công việc, đến gì? Đến cái chuyện nhân duyên. Nhìn chung ấy, thì các bạn cứ an tâm mà với cái kế hoạch của mình, đừng có lo nghĩ quá nhiều, vì gì? Cái vận may nó vẫn đang đứng cạnh các bạn. Thêm nữa, những người tuổi Sửu trong cái thời gian này thì cái vận trình nó cũng thăng tiến tốt đẹp, nhất là trên con đường sự nghiệp, vì là gì? Được quý nhân tương trợ. Đấy. Trong thời gian này, những người tuổi Sửu có thể gì? Được nhiều cái cát tinh nó hội họp, nó xoay chiếu, giúp cho quý vị có nhiều cơ hội để xoay chuyển cái sự nghiệp. Đấy. Biến hung thành cát. Bên cạnh đó, vì là những người mà có dã tâm lớn nên là cũng sẽ được cấp trên rất quan tâm, nhìn nhận. Tài lộc trong cái thời gian này thì cũng được thăng cấp một cách bất ngờ. Mặc dù đôi khi gặp phải một chút cái hiện tượng phá tài, nhưng những người tuổi Sửu cũng sẽ được quý nhân xuất hiện đúng lúc và giúp giải quyết mọi sự nó được thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cái đào hoa nó cũng sẽ xuất hiện. Cái cát tinh này nó cũng sẽ có ý nghĩa là cất cánh, tung bay, đứng trên vạn người. Không những là cái sự nghiệp được thuận lợi mà cái tình duyên đấy của những người tuổi Sửu cũng gặp được cái may mắn cát lợi nhất định. Vì thế, cái tâm lý thoải mái nó sẽ giúp cho cái đường công danh sự nghiệp thì hanh thông, làm gì cũng sẽ thuận lợi và gì hoàn thành đúng tiến độ. Trong thời gian này, những người có chức có quyền thì cũng được củng cố cái địa vị và cái quyền lực của mình. Những người chưa có thực quyền ấy, thì nghề nghiệp cũng được vững vàng hơn và cũng được an nhàn với cái cuộc sống của mình. Thêm nữa, lại còn nhiều cái may mắn nó cũng kéo theo. Cái vận trình của những người tuổi Sửu ấy cũng sẽ được hanh thông lên. Công việc thì có nhiều thăng tiến, cơ hội mở rộng cái tiền đồ, tự làm chủ cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người làm lãnh đạo thì cũng được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, giúp cho quý vị có được những cái cơ hội thăng tiến, đấy là phải tích cực hơn. Bên cạnh đó lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là nó có sự gì may mắn nhất định đối với vận trình về tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái vận tài lộc của những người tuổi Sửu có xu hướng là tăng lên, phần lớn là nhờ cái sự thuận lợi trong công việc nó giúp đỡ, khiến cho thu nhập của các bạn cũng rất là khả quan. Những cái cát tinh này nó cũng là cái đại diện cho cái con đường kiếm tiền chân chính. Vì vậy nên là những người tuổi Sửu hãy chỉ chăm chỉ làm lụng thật tốt cái công việc của mình, đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Vì cái tài vận của quý vị trong thời gian này ấy, nó chủ yếu là cái việc kinh doanh buôn bán và cái tài chính cũng đôi khi cũng phải vất vả một chút. Còn những người làm công ăn lương ấy, thì nên cẩn thận đó, vì là vẫn còn một vài cái hung tinh nó ăn hữu. Tuy nhiên thu nhập của các bạn trong thời gian này cũng vẫn được đảm bảo. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu nói chung ấy, cũng tương đối là thuận lợi. Những người độc thân thì có quyền hy vọng vào cái vận đào hoa nó thịnh vượng. Có nhiều cái cát tinh nó chiếu rọi nên sẽ sớm thoát được cái cảnh FA, cái cảnh độc thân. Tuy nhiên nửa kia sẽ có mối liên quan đến công việc, đến chức vụ của bạn hiện tại. Vì vậy quý vị hãy quan sát và chú ý hơn đến những cái người đang làm việc bên cạnh chúng ta, đúng không ạ? Còn trong thời gian này với những cặp đôi, với những cặp vợ chồng ấy, thì cái cuộc sống khá là ổn định, hòa thuận và có được những cái may mắn nhất định trong cuộc đời của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, cũng như là để gia tăng thêm cái quý nhân tương trợ giúp đỡ đấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch. Và trong 3 ngày tới đây, chúng ta sẽ có 4 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc thì rực sáng. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Hợi và 4 là tuổi Sửu. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.